Thưa quý vị, bất kỳ một đứa trẻ nào đến với cuộc đời này cũng đều mong được hạnh phúc, được yêu thương. Thế nhưng cũng có em không được nâng niu trong vòng tay cha mẹ vì bệnh tật, dịch bệnh đã cướp đi những người mà các em thương yêu nhất. Tuy không sinh thành, nhưng trong nhiều năm qua, những người cha, người mẹ làm công tác đỡ đầu đã lấp đầy phần nào những trống vắng, hụt hẫng của những trẻ em không may mắn đó. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Mùa hè vui kết nối yêu thương là một chuyến đi hết sức đặc biệt được các ông bố bà mẹ đỡ đầu, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an quận Cẩm Lệ, các hội đoàn thể phường Hòa Thọ Tây tổ chức cho các bé mồ côi trên địa bàn phường. Không chỉ dừng lại ở việc trao hỗ trợ, nhận đỡ đầu, Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên còn cùng nhau nối vòng tay lớn lên kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, tham quan di tích lịch sử, dã ngoại, để những đứa con của mình có một mùa hè thật vui, bổ ích. Dạ, con cảm thấy rất vui. Con mong là sau này cô chú anh chị lại vẫn trợ trợ như thế để con cùng mẹ đi chơi. Là mình bận rộn cho nên mình cũng không quan tâm thường xuyên đến cháu và cũng không có cái điều kiện là cho các cháu sinh hoạt trải nghiệm như các bạn cùng trang lứa. Chắc chắn là những cái hoạt động như thế này sẽ có ý nghĩa với các cháu và đó là những cái kỷ niệm rất là khó quên đối với các cháu cho mai sau. Rộn ràng tiếng reo hò, cổ vũ, ngập tràn tiếng cười. Đây có lẽ là một ngày hạnh phúc thực sự của những ông bố bà mẹ trẻ. Nuôi dưỡng một đứa trẻ đã là một việc làm không hề đơn giản. Vậy làm thế nào để các con có thể hòa nhập tốt? Làm thế nào để các con không cảm thấy lạ lẫm, hụt hẫng với những tổn thương trong quá khứ khi thiếu vắng bố mẹ là việc làm mà các cấp các ngành luôn trăn trở. Nhưng chắc chắn rằng trao đi tình yêu thương bằng tất cả nhiệt huyết, tình cảm để chung tay xây một đại gia đình cho các con là việc mà các bố mẹ đỡ đầu luôn hướng đến. Việc đảm nhận hỗ trợ đỡ đầu cho các em thì được công đoàn quan tâm hàng năm và trong thời gian đấy thì mong muốn sẽ tiếp tục đón nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và các bạn đoàn viên công đoàn sẽ tiếp tục đảm nhận hỗ trợ các em khó khăn nằm trong các đặc biệt. Không gì hạnh phúc hơn là được nhận lại những nụ cười của các con. Nhìn các con an yên mà khôn lớn. Rồi sau này, các con cũng sẽ trưởng thành, sẽ có những gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng hy vọng rằng, với tình yêu thương vô bờ bến của đấng sinh thành và công lao dưỡng dục đồng hành của bố mẹ đỡ đầu ngày hôm nay, các con sẽ tiếp tục sứ mệnh đi gieo mầm hạnh phúc đến những mảnh đời cần sự giúp đỡ. Cha mẹ đỡ đầu và các con em của cha mẹ cũng cùng tham gia trong chương trình để tạo cho các em có một gia đình lớn hơn, hạnh phúc hơn và vui tươi hơn để các em không cảm thấy mình bị có một chút gì đó thiệt thòi trong cuộc sống mà có động lực để vươn lên, chăm ngoan học tốt. Gia đình là nơi để về và các cấp chính quyền, các hội đoàn thể và toàn xã hội chính là một đại gia đình luôn nuôi dưỡng, bảo vệ và che chở cho tất cả trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước.